Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh channel của chúng tôi con nha. Và sau đây mình sẽ review cái máy giăng đồng 30 gió. 30 gió đề. Đây. Giăng đồng chính hãng là nắp cam nó như vậy nha. Giăng vua rồi cái gì đó, giăng su China nha. Đó. Cái dòng giăng đồng chính hãng là 195 kg, có số series của nó luôn đó, VN thì số đó. Rồi anh cao to đen hôi đang chỉnh cái e nó, máy nó bị gì anh có thể phát biểu cho khán giả cùng xem được không? Rồi mà cái đề nó như này nè, đề nó trong này nè. Rồi anh không biết anh đang căn chỉnh gì á. Rồi anh sẵn sàng chiến đấu hy sinh, không biết máy nổ hay là anh nổ chứ. Đang khởi động nha. Đó. Thấy thấy anh hồi hộp quá không biết có nổ hay không. Cái lúc mình quay là thì sao sao á, còn bình thường là một phát một là nổ, còn lúc mà mình quay đưa lên mạng là cứ phải mấy phát nó mới nổ. Rồi, thấy không ổn rồi. Đêm qua chắc anh làm quá sức rồi. Cái dòng mà có đề thì quay rất là nhẹ nha. Đó. Nhưng mà nó cũng dễ nổ ngược lắm. Cái dòng có đề á, bánh đà nó nhẹ. Cái dòng 28, 30, 33 là nó xài bánh đà chung. Cái này bán cho anh khách sĩ mối quen. Đó, anh tên là Nguyễn Văn Cử ở Buôn Súc Mật Rang, à Buôn Súc Mật Đưng. Anh làm cơ khí đóng rơ móc, anh lấy máy ở đây mấy cái luôn. Come on go.